Các bạn thân mến, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về những điều mà một người đàn ông họ rất mong muốn ở người vợ của mình. Thì những điều như thế nào về để trong ứng dụng trong vấn đề tình dục, các bạn sẽ cùng nhau, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Điều thứ nhất đó chính là vui vẻ và hài hước các bạn ạ. Cần phải vui vẻ khi làm tình, chúng ta phải hết sức là vui vẻ và hài hước và trò chuyện với nhau, không chỉ là trong vấn đề làm tình đâu mà cả trong đời sống nữa. Chúng ta cũng phải trông nó phải rất là vui vẻ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng nụ cười cũng luôn luôn tươi tắn nở trên môi các bạn ạ. Và các bạn phải chuyển đổi tình thế được, từ tiêu cực mà trở thành tích cực được, và ứng biến một cách nhanh chóng và tinh tế trong từng ngôn từ, từ ánh mắt, từ lời nói. Và đặc biệt các bạn muốn gia tăng cái khả năng hài hước ấy, thì các bạn có thể đọc những cái cuốn sách ấy. Cuốn sách giúp cho bạn có thêm nhiều cái khiếu về hài hước, về học cách kể chuyện, học cách nói chuyện và giao tiếp với chồng mình. Thì nhớ nhá, vui vẻ và hài hước cực kỳ quan trọng, bởi vì đàn ông không thích đi nhà tang lễ, họ chỉ thích đến nơi nào mà luôn vui vẻ, luôn tươi mới thì sẽ dễ dàng để níu giữ chân họ hơn. Thì hãy trở thành một nơi mà có thể cho chàng tất cả những cảm xúc này các bạn ạ. Điều thứ hai, người chồng của chúng ta rất mong muốn một người vợ chúng ta biết cách, đó chính là biết cách dẫn dắt. Biết cách dẫn dắt trong tình dục là một thứ rất quan trọng. Là mình hãy nói với chàng biết là hãy làm một cái gì đó trên cơ thể của mình. Hãy nói thật là rõ ràng. Ví dụ mình muốn cho chàng là: anh ơi, anh hãy bóp hay là sờ vú em đi. Thì hãy nói một cái rõ ràng ra. Rồi thì chúng ta hãy dẫn dắt, mình thích chàng chạm vào đâu thì mình thích chàng liếm vào đâu, thì hãy nói với chàng một cách nhẹ nhàng và uốn éo cơ thể. Đó là một cách dẫn dắt trong trong quá trình làm tình. Thì cái này nó cần phải có sự tinh tế, cần phải nhẹ nhàng, cần phải khéo léo, và thô quá cũng không được các bạn ạ. Chúng ta phải hết sức khéo léo, nhưng mà cái sự dẫn dắt này các bạn cứ làm nhiều rồi sẽ thành quen, làm nhiều nó sẽ thành quen các bạn ạ. Hãy ứng dụng cái khả năng cái dẫn dắt này, và đừng có sợ nhé, đừng có sợ rằng nghĩ chàng là chàng sẽ đánh giá mình. Không có đánh giá đâu. Anh thích bạn là dẫn dắt anh ấy chủ động để nói cho anh biết anh cần phải làm gì để cho em được vui, cho em được thỏa mãn. Cũng giống như là người đàn ông của chúng ta đã truyền chúng ta rất nhiều thông điệp, như là anh thích mình như thế này, anh thích mình như thế này, đúng không? Thì mình cũng thấy rằng anh rất là chủ động, đúng không? Thì vậy người đàn ông họ cũng thích như vậy, họ cũng thích chúng ta hãy dẫn dắt người đàn ông của họ. Hãy nhớ nha. Các bạn thân mến, chúng ta lại tiếp tục đi vào điều thứ ba, đó chính là rên la. Là một người phụ nữ mà làm tình mà nếu như không phát ra âm thanh, không có rên la ấy, thì nó không có thi vị đâu các bạn ạ. Sẽ làm cho bạn tình của chúng ta, cho người chồng chúng ta, họ có cảm giác như là mình đang làm với lại ma la canh ấy, nó không có cảm xúc gì cả. Chúng ta cần phải rên la, cần phải tạo ra cái âm thanh, vì cái âm thanh khi trong quá trình làm tình nó sử dụng rất nhiều cái loại vị giác, ví dụ là thính giác có này, khứu giác cũng có, ngửi chúng ta cũng ngửi, đúng không? Và chúng ta dùng miệng là vị giác cũng có, dùng tai mà họ cần phải nghe cái âm thanh đó. Cho nên là hãy rên la từng từng tông, từng cái level lên, cứ dần dần đẩy lên, đẩy lên, đẩy lên. Khi mà chàng làm cho bạn thích thì hãy rên thật to và la thật to lên, không có sợ đâu. Và đảm bảo rằng căn phòng bạn kín và nó cách âm là được, đúng không? Đặc biệt là nếu như nhà mà có con thì chúng ta rất khó làm điều này, nhưng mà hãy tách con nó ra, hãy tách sớm ra, hoặc là khi chúng ta có thể đi ngoại tình với chồng bằng cách là đi nhà nghỉ hoặc đi với khách sạn vào một đêm nào đó trốn con, hoặc là đi vào buổi trưa thì chúng ta có cảm xúc rất là thăng hoa bên chồng của mình. Đâu có sai về điều này đâu đâu, đúng không các bạn? Các bạn thân mến, và chúng ta lại đi tiếp theo một cái điều vô cùng tuyệt vời, đó chính là biết khen ngợi. Người bạn đời của chúng ta ấy, họ rất là khát điều khen ngợi như thế này. Nếu như cái bàn tay của anh mới đưa vào trên cơ thể của bạn, đưa vào vị trí nào đó mà thấy bạn thích, thì hãy nói rằng em rất thích cái cách mà anh đưa tay, hay là anh liếm trên cơ thể của bạn, thì hãy nói rằng wow, cái đường lưỡi của anh nó rất là tuyệt vời với uyển chuyển. Hay là cái cách mà anh nhìn chúng ta ô yếm, thì hãy nói rằng anh hãy có thể nhìn em như thế này suốt đời, em sẽ tan chảy vào trong ánh mắt của anh. Hay là anh ấy ôm, cách anh ôm
nó rất là tuyệt vời và đủ để bảo vệ cho bạn, thì hãy nói với anh biết rằng là cái vòng tay của anh thực sự rất là tuyệt vời, em rất là thích cái cách mà anh đang ôm em, hãy ôm em như thế này nhé, và nó đủ ấm áp và rất bảo vệ, em ngưỡng mộ, em tự hào và em biết ơn anh vô cùng. Hãy khen và đừng bao giờ ngừng khen các bạn ạ. Anh ấy có làm điều gì cho chúng ta thì hãy khen, ghi nhận và công nhận ngay lập tức, không chỉ trong tình dục mà cả trong đời sống nữa. Nhưng trong quá trình tình dục này ấy, thì nó có rất nhiều sự tương tác. Hãy khen, dùng rất nhiều từ, dùng rất nhiều từ các bạn ạ. Dùng thật nhiều từ cho Vera anh, và hãy nói cho anh biết cái body language của anh đẹp như thế nào, ánh mắt của anh đẹp ra sao, cái chân cơ thể của anh tuyệt vời như thế nào. Anh có làn da đen thì hãy nói rằng em thích cái làn da này vì nó rất là săn chắc và rất là nam tính. Nếu anh có làn da trắng thì hãy nói rằng wow, hoàng tử của em, anh có một làn da thật là mịn vàng, thật là mịn màng và thật là đẹp. Thì hãy nói với anh, hãy nói với anh tất cả những thứ này, và nói nhiều thì đến lúc anh sẽ nói lại cho bạn đấy. Và mình có thể nói với anh biết rằng anh có thể nói điều gì với em được không, hãy nói cho em biết rằng anh đang nghĩ gì, em là một người phụ nữ như thế nào, thì hãy dẫn dắt, hãy rên la, hãy khen ngợi và làm cho anh ấy dẫn dắt anh ấy nói cái điều mà mình muốn nghe các bạn nhé. Đó là những điều tuyệt vời mà chúng ta có thêm nhiều bài trải nghiệm đấy.